Tiếp tục cập nhật những thông tin sự kiện đang được quan tâm, mời quý khán giả cùng đến với chương trình Người đưa tin 24 giờ. Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Hôm nay Chủ nhật ngày 5 tháng 2 năm 2023, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Đường sắt giảm giá vé tàu sau Tết. Du lịch Quảng Ninh khởi sắc đầu năm. Tống gió, nét văn hóa độc đáo của miền Tây sông nước. Người đàn ông ở thành phố Hồ Chí Minh bị chủ chó thả rong hành hung. Tạm giam 6 đối tượng giết người vì mâu thuẫn khi tham gia giao thông. Mưa đá với mật độ dày tại Điện Biên. Trời lạnh, gia tăng bệnh nhân đột quỵ. Đền Trần trong ngày khai ấn, mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình. Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, từ ngày mai 6 tháng 2, ngành đường sắt sẽ áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi, giảm đến 30% giá vé cho hành khách. Theo đó, hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ 5 ngày trở lên sẽ được giảm từ 5% đến 30% giá vé. Hành khách mua vé tập thể có số lượng khách từ 5 người trở lên sẽ được giảm giá từ 2% đến 14% giá vé. Mua vé khứ hồi được giảm 10% giá vé lượt về. Ngoài ra, công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn vẫn áp dụng giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội, người cao tuổi, trẻ em, đoàn viên công đoàn và hành khách có thẻ khách hàng. Riêng sinh viên được giảm 20% giá vé đến hết tháng 2 này. Thưa quý vị và các bạn, ngay từ những ngày đầu năm mới 2023, cả thị trường nội địa và quốc tế đều ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ về lượng khách du lịch. Và cụ thể là tại Quảng Ninh thì lượng khách du lịch được ghi nhận với mức tăng rất là cao, đặc biệt là lượng du khách đến với các khu du lịch tâm linh. Và đây cũng là một tín hiệu đáng mừng cho việc phục hồi du lịch và mục tiêu đón 14 triệu lượt khách trong năm nay của tỉnh Quảng Ninh. Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tỉnh Quảng Ninh đã đón gần 700.000 lượt khách, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, thị trường khách quốc tế khôi phục trở lại với trên 17.000 lượt khách. Đặc biệt, ngay trong ngày đầu năm 2023, tỉnh Quảng Ninh đã đón tàu Silver Spirit đưa 500 khách du lịch quốc tế sông đất tại cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Tôi chọn Quảng Ninh là điểm đến cho năm mới để kỷ niệm 50 năm ngày cưới. Và vì nơi đây có nhiều cảnh đẹp, tôi cảm thấy vui và hạnh phúc vì được đón tiếp rất nồng hậu. Tại các khu du lịch tâm linh, lượng du khách tăng từ 6 đến 8 lần. Để đảm bảo các lễ hội diễn ra vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm, các địa phương đã quản lý chặt chẽ hoạt động lễ hội trên địa bàn, tổ chức lễ hội truyền thống theo đúng tính chất, ý nghĩa lịch sử, văn hóa. Đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch, phương án, chuẩn bị cho những điều kiện cần thiết, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự, an toàn giao thông. Ở trong sắp tới thì chúng tôi sẽ phối hợp cùng với một số những cái đơn vị lữ hành để tập trung khai thác cái này. Đầu tiên là chúng tôi sẽ cùng với các đơn vị lữ hành tham gia một số những cái hội nghị tàu biển quốc tế lớn tại Seoul, tại Hồng Kông. Và cũng đăng một số vấn đề anh em, đặc biệt là những hội quốc tế lớn tại Mỹ để chúng ta thu hút cái này, để chúng ta quảng bá thu hút đối tượng. Quảng Ninh có hơn 600 di sản văn hóa vật thể là những đình, chùa, đền, miếu, danh lam thắng cảnh, kỳ quan thiên nhiên thế giới và gần 3.000 hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể là những phong tục, tập quán, trò chơi dân gian, lễ hội của hơn 20 dân tộc. Vì vậy, du lịch tâm linh là một trong những thế mạnh thu hút đông du khách đến Quảng Ninh. Dự kiến tháng giêng này, lượng khách hành hương đến Quảng Ninh đạt trên 2 triệu lượt người. Cũng trên lĩnh vực du lịch, thưa quý vị, sản phẩm du lịch đường thủy tại thành phố Đà Nẵng thời gian qua chỉ dừng lại khai thác trên sông Hàn và vài nhánh sông nhỏ, trong khi du lịch đường thủy trên biển chưa thực sự đầu tư khai thác đúng tiềm năng. Vâng ạ, đúng là như vậy ạ, cho nên là cùng với sự kiện mở cửa đón khách du lịch thì thành phố Đà Nẵng đã công bố mở 5 tuyến vận tải hành khách đường thủy nội địa nhằm khai thác tiềm năng du lịch biển bằng sản phẩm du lịch chất lượng cao. Theo đó, Đà Nẵng đã giới thiệu 5 tuyến đường thủy nội địa phục vụ kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng chuyến, kinh doanh vận chuyển khách du lịch từ sông Hàn, hướng ra một số hòn đảo nằm trong cụm bán đảo Sơn Trà và các tuyến ngược dòng sông Túy Loan, khám phá các vùng nông thôn trù phú của huyện Hòa Vang, nhằm tìm hiểu văn hóa và khám phá các khu du lịch sinh thái. Tất cả các tuyến khởi hành và kết thúc tại cảng bến thủy nội địa theo quy định.
thành phố cũng giao cho sở ngành, lực lượng biên phòng, công an giám sát hoạt động của các phương tiện thủy, đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách trên hành trình khám phá. Sau khi có quyết định của thành phố thì Sở Giao thông Vận tải cũng đã chỉ đạo các lực lượng công bố trên tất cả thông tin đại chúng về quyết định này đến tất cả các doanh nghiệp, các nhà đầu tư được biết. Thứ hai, về công tác chuẩn bị thì Sở Giao thông Vận tải cũng đã chỉ đạo các lực lượng đơn vị để hoàn thiện các tất cả những cơ sở hạ tầng trên luồng tuyến đường thủy nội địa để đảm bảo an toàn giao thông trong cái khi mà phát triển tuyến. Thứ ba là chúng tôi tiếp tục đầu tư, kêu gọi các doanh nghiệp để đầu tư các phương tiện và các bến cảng để phù hợp hoạt động cho nó an toàn và hiệu quả. Việc thành phố Đà Nẵng sớm công bố tuyến bến thủy nội địa tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vận tải khách du lịch bằng đường thủy, xây dựng tour tuyến, tạo sản phẩm mới thu hút khách du lịch. Về phía doanh nghiệp, chúng tôi rất phấn khởi và tin tưởng về thành phố đã phát triển 5 cái tuyến du lịch vận tải nội địa. Tuy nhiên, đây mới là điều kiện đủ và chúng tôi rất quan tâm đến chủ trương của thành phố về các cái phát triển, đầu tư phát triển các cái điểm đến đón trả khách và các cho phép tổ chức các cái hoạt động vui chơi giải trí tại các cái điểm đến như thế nào thì chúng tôi mới mạnh dạn để đầu tư. Theo kế hoạch vận tải hành khách đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, thành phố Đà Nẵng sẽ phát triển 7 tuyến vận tải hành khách đường thủy nội địa với hơn 150 phương tiện. Hiện nay, Đà Nẵng có 15 doanh nghiệp hoạt động du lịch đường thủy với tổng số 28 tàu đang hoạt động, sức chứa hơn 2.000 chỗ. Bảo đảm tiêu chuẩn quy định, được cấp biển hiệu đạt chuẩn phục vụ khách du lịch. Các lễ hội đầu xuân cũng luôn thu hút đông đảo người dân và du khách. Tương tự như là các lễ hội đang diễn ra trên khắp cả nước, tống ôn hay còn gọi là tống phong hoặc là tống gió là một lễ tục đã có từ lâu đời ở Nam Bộ. Ngày nay, tuy lễ tục này không còn phổ biến như trước, nhưng mà vẫn được nhiều địa phương tổ chức. Và theo như Thanh được biết, thì mục đích của lễ tục này đó chính là cầu bình an, tiễn những gì xui rủi cũng như là đón nhận những điều tốt đẹp sắp đến. Và tại Cần Thơ thì vào dịp rằm tháng giêng hàng năm, người dân lại hào hứng tham gia lễ hội cầu may này. Hàng trăm người dân đi ghe tàu ra giữa sông Hậu tham gia diễu hành. Tống ôn được duy trì thành truyền thống tại miếu Bà Xóm Chài thuộc phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Lễ hội thu hút nhiều ghe tàu đi sau, tàu chở bè tống ôn diễu hành quanh khu vực Xóm Chài, sau đó ra sông Hậu để làm lễ hạ bè tống ôn, cầu may mắn trong năm mới. Tất cả cùng nhau diễu hành làm sôi động cả một đoạn sông. Sau khi hạ thủy bè tống ôn, người dân vui vẻ ăn uống, ca hát và múc nước tạt vào nhau, còn gọi là té nước đầu năm, để đáy lọc cầu may, lấy nước sông rửa tay, rửa mặt như để gột rửa những điều không may và mong muốn một năm mới tốt đẹp hơn. Bởi vì ngăn cản con chó không rọ mõm tiếp cận con trai, một người đàn ông ở thành phố Hồ Chí Minh bị hành hung phải nhập viện. Công an phường Phú Nhuận đang phối hợp với công an quận 7 thành phố Hồ Chí Minh điều tra vụ việc xảy ra tại chung cư quận 7 Sài Gòn Riverside này. Trong đơn, anh NHD sinh năm 1989, ngụ tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tối ngày 2 tháng 2, anh dẫn con trai đứng đợi thang máy tại sảnh chung cư quận 7, Sài Gòn Riverside, ở phường Phú Nhuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này con chó của DTV sinh năm 1995, không có người dắt, không dây xích và không rọ mõm, liên tục tiến lại gần. Thấy con trai hoảng sợ, anh D tỏ thái độ không muốn chó đến gần và nhắc nhở về. Nhưng sau đó con chó lại tiếp tục tiến đến gần cháu bé. Khi anh Đê dùng chân đẩy ra thì bị V lao đến đánh. Sau khi bị hành hung, anh Đê đã đến công an phường Phú Thuận trình báo sự việc rồi đến bệnh viện Pháp Diệt để thăm khám. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sưng bầm, trầy xước gò má trái, rách mí mắt trái phải khâu 5 mũi và dở mảnh răng cửa hàm dưới trái, ngực trái có vết sưng. Một nhóm thanh thiếu niên đang tụ tập và chuẩn bị mang hung khí đi đánh nhau thì bị lực lượng công an phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang phát hiện và bắt giữ. Cụ thể, khoảng 0 giờ 30 phút sáng nay, nhận được tin báo của một nhóm thanh thiếu niên đang tụ tập tại một con hẻm trên đường Lê Hồng Phong, có cầm hung khí chuẩn bị đi hỗn chiến với nhóm thanh niên khác ở phường Rạch Sỏi. Lực lượng công an phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang nhanh chóng đến nơi kiểm tra. Tại đây, tổ công tác đã vây bắt được 46 đối tượng, thu giữ 27 cây dao, kiếm rựa, chĩa ba mũi và bơm xăng tự chế. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo ghi nhận thì trong thời gian gần đây trên địa bàn thành phố Rạch Giá xuất hiện tình trạng nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập dùng hung khí đánh nhau. Nhờ công tác nắm tình hình mà lực lượng chức năng các phường đã sớm phát hiện, ngăn chặn, việc kịp thời bắt giữ các đối tượng mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn như vừa rồi đã góp phần tránh được những hậu quả đáng tiếc xảy ra. Sáng nay, văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với 6 đối tượng để điều tra về hành vi giết người. 6 đối tượng bị tạm giam gồm Nguyễn Mỹ Dương, 26 tuổi, Nguyễn Đăng Sĩ, Nguyễn Tấn Long, Trần Thiện Thanh cùng 22 tuổi, Nguyễn Văn Kỳ, 21 tuổi và Nguyễn Lê Trọng Đức, 20 tuổi. Cả 6 đối tượng đều trú tại huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Theo kết quả điều tra, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 14 tháng 5 năm 2021, nhóm của Dương và nhóm của anh Nguyễn Xuân Lộc, 27 tuổi, trú tại xã Cư Mờ Lan, huyện Ea Súp, cùng điều khiển xe máy đến bờ đập hồ Ea Súp Hạ, thị trấn Ea Súp chơi. Trong lúc di chuyển, cả hai nhóm liên tiếp nhiều lần vượt xe máy lên nhau. Vì bực tức, nhóm của Dương đã trượt và đuổi để đánh nhóm của anh Lộc. Khi đuổi đến thôn 2, xã Cư Mờ Lan, huyện Ea Súp, Dương và Đức dùng sẻng đánh liên tiếp vào người anh Lộc. Khi thấy nạn nhân gục xuống đất bất tỉnh, các đối tượng này mới dừng lại và rời khỏi hiện trường. Anh Lộc sau đó được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, tỷ lệ thương tật là 14%. Và sau thời gian tiếp nhận hồ sơ từ công an huyện Ea Súp để điều tra, đến nay thì văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đã có đủ căn cứ để bắt giam 6 đối tượng trên về tội giết người. Quý vị đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Sau đây là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo. Mưa đá với mật độ dày tại Điện Biên. Trời lạnh, gia tăng bệnh nhân đột quỵ. Đền Trần trong ngày khai ấn. Nhộn nhịp lễ hội miễn phí ở Bình Dương. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Chiều tối qua, một trận dông lốc mạnh kèm theo mưa đá đã xảy ra tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Đại diện Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên cho biết, các địa phương đang thống kê thiệt hại do trận dông lốc và mưa đá này gây ra. Người dân sống ở thành phố Điện Biên Phủ cho biết trận mưa đá với cường độ dày kèm theo dông lốc xảy ra vào khoảng 18 giờ hôm qua, kéo dài khoảng 20 phút. Gió lớn kèm theo mưa nặng hạt và mưa đá khiến nhiều người đi đường phải khẩn trương tìm nơi tránh trú. Lượng mưa đá khá dày, hạt trung bình to bằng đầu ngón tay rơi xuống khiến nhiều cây cối qua màu bị gãy đổ. Một số công trình xây dựng, nhà ở của người dân bị thiệt hại. Các tuyến đường của thành phố Điện Biên Phủ như Võ Nguyên Giáp, Quan Văn Thái bị ngập cục bộ khiến giao thông gặp khó khăn. Hiện chính quyền thành phố Điện Biên Phủ và các địa phương đang cử cán bộ đi rà soát, khắc phục hậu quả của trận dông lốc này. Tiếp theo là thông tin đáng chú ý về sức khỏe. Thưa quý vị, tại khu vực phía Bắc, thời tiết giá rét, nhiệt độ xuống thấp kéo dài suốt kỳ nghỉ Tết và trong những ngày vừa qua đã khiến cho bệnh nhân đột quỵ tăng đột biến. Ghi nhận của Người đưa tin 24 giờ tại Nghệ An. Tiền sử có bệnh tim mạch nên bình thường ông Nguyễn Kim Kỳ khá cẩn trọng trong ăn uống và sinh hoạt. Thế nhưng đợt giá rét vừa qua, cơn đau tim của ông lại tái phát. Nhà gần bệnh viện nên người thân đã kịp thời đưa ông đi cấp cứu ngay trong đêm. Hiện tại ông đã qua cơn nguy hiểm. Tức ngực, khó thở. Sau đó từ cái trạng thái là có những nó tăng dần như thế. Sau khi mà không chịu được thì lúc đấy là bắt đầu là người nhà là đưa vào trung tâm cấp cứu. Rồi sau nó chuyển lên khoa này. Thời tiết giá rét, nhiệt độ xuống thấp không chỉ khiến những bệnh nhân tim mạch mà ngay cả đối với người bình thường nếu chủ quan cũng có thể đối mặt với nguy hiểm. Bệnh nhân nam 60 tuổi này vốn khỏe mạnh, nhưng sau 2 ngày xuất hiện triệu chứng mệt thì đã phải vào bệnh viện vì đột quỵ. Cũng đi làm việc bình thường nhưng mà hai bữa đầu thì là cảm. Sau đó mới tế chấn mẹo môn, mẹo miệng thì mới phát hiện ra thì có lẽ đưa đi làm hớ buồn một tí. Theo thống kê của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, từ sau Tết Nguyên đán đến nay, số lượng bệnh nhân đến khám điều trị tăng hơn 150%. Hiện bệnh viện đang điều trị nội trú cho 2.200 bệnh nhân. Đặc biệt, số bệnh nhân sau cấp cứu được chỉ định vào các trung tâm tim mạch đột quỵ, khoa hô hấp tăng đột biến. Để dự phòng thì chúng tôi cũng khuyên các bệnh nhân là chế độ ăn uống, tập luyện, sinh hoạt là đúng giờ giấc và cũng không nên quá là tích cực trong cái vấn đề. Ví dụ như trời lạnh như này mà mình tích cực quá dày thì tập thể dục sớm quá, phải mặc đủ ấm khi ra khỏi nhà. Thời điểm này trời đã ấm dần lên vào ban ngày.
Tuy nhiên, vào ban đêm và sáng sớm, thời tiết vẫn giá rét, nhiệt độ xuống thấp, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá lớn, nên cần lưu ý giữ sức khỏe, nhất là đối với người già và những người có tiền sử mắc bệnh. Nếu thấy người thân xuất hiện những dấu hiệu như đột ngột rối loạn ngôn ngữ, yếu tai, yếu chân, méo miệng, rối loạn ý thức, thì cần đưa ngay đến cơ sở y tế để khám, cấp cứu, điều trị kịp thời. Việc tận dụng thời gian vàng là tăng cơ hội giúp bệnh nhân đột quỵ có khả năng phục hồi tốt và tránh các di chứng sau này. Được tổ chức sau 3 năm gián đoạn vì dịch COVID-19 và diễn ra vào cuối tuần, nên lễ hội khai ấn năm 2023 rất đông du khách tham dự. Điểm mới năm nay là có 5 vòng đảm bảo an ninh lễ khai ấn đền Trần nhằm chấn chỉnh những hình ảnh không đẹp từng diễn ra trong các năm trước đây. Và sau đây là phản ánh của người đưa tin 24 giờ. Năm nay, lực lượng chức năng đã bố trí phân luồng giao thông và đảm bảo an ninh trật tự nghiêm ngặt trong và ngoài di tích. Vì vậy, dù rất đông du khách đến tham dự nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ, không còn cảnh ăn xin, chèo kéo, đổi tiền lẻ trong khu vực lễ hội. Do lượng du khách đông, ngoài 5 vòng đảm bảo an ninh trật tự, ban tổ chức tiếp tục duy trì hệ thống camera an ninh để lễ khai ấn diễn ra an toàn, văn minh, ngăn chặn tình trạng tranh phát ấn trong khuôn viên di tích. Mỗi địa điểm phát ấn có 4 đến 6 bàn. Lượng ấn cũng đảm bảo cho du khách tham gia xin lộc đầu xuân. Thưa quý vị, lễ hội miễn phí là cụm từ mà người dân và du khách nhắc tới khi tham dự lễ hội rằm tháng Giêng tại chùa Bà Thiên Hậu ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Và khi tới đây thì mọi người đều được miễn phí từ khăn, nước, nhang, đồ ăn, giữ xe và cả giá xe nữa chứ. Vâng ạ, và việc không thu bất cứ loại phí nào đã thể hiện sự văn minh lễ hội cũng như yêu mến du khách của người dân tỉnh Bình Dương. Dòng người từ khắp nơi ở các tỉnh miền Tây và Đông Nam Bộ đã về tỉnh Bình Dương để tham dự lễ hội chùa Bà Thiên Hậu. Không khó để nhìn thấy những thùng nước suối được chất dọc những con đường gần khu vực chùa Bà. Và bất kỳ ai cũng có thể đến lấy nước uống. Ngoài ra, cứ đến dịp này hàng năm, nhiều gia đình ở thành phố Thủ Dầu Một lại chuẩn bị sẵn sàng trăm suất bánh mì chay, cơm chay để phục vụ người dân đi lễ chùa. Thì năm nay công tác tổ chức rất là tốt. Tất cả đều được miễn phí, giữ xe và phát nước miễn phí cho người dân đến viếng chùa. Thì chùa cũng sắp xếp thấy là bố trí lối ra lối vào rất là hợp lý, cũng đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy. Là một du khách ở miền Bắc vào đây thì tôi cảm thấy rất là bất ngờ về cái sự hoành tráng của lễ hội chùa Bà Thiên Hậu. Ở đây thì không có sự chen lấn xô đẩy, không có ăn xin. Một điều đặc biệt là tôi cảm thấy là tất cả mọi thứ ở đây đều miễn phí. Sau thời gian tạm ngưng vì dịch Covid-19, tại lễ hội chùa Bà Thiên Hậu năm 2023, thành phố Thủ Dầu Một cũng thành lập 10 đội tình nguyện hỗ trợ người dân và du khách. Các hoạt động cụ thể của đội tình nguyện là phát sơ đồ hướng dẫn người đi đường, khách thập phương về tham dự lễ hội, tặng nước uống và thức ăn miễn phí. Phát nhang, nhánh cây phát tài, hỗ trợ giá xe lưu động miễn phí, thành lập đội cứu hộ giúp đỡ người đi đường. Sau 3 năm mà gián đoạn thì năm nay, người dân, du khách thập phương, họ rất là háo hức khi muốn quay lại cái lễ hội này. Thứ nhất, cái thứ hai lại rơi vào 2 ngày nghỉ cuối tuần, thì cái dự kiến người dân đến rất đông, thì cái công tác chuẩn bị được đặt lên hàng đầu là làm sao cho cái vấn đề an ninh trật tự, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho du khách đặc trưng đến Bình Dương. Theo thống kê sơ bộ từ Ban chỉ đạo lễ hội tỉnh Bình Dương, mặc dù ngày chính lễ diễn ra vào rằm tháng Giêng, nhưng từ những ngày trước đó, lượng du khách đến lễ giếng miếu Bà Thiên Hậu đã rất đông và được gọi với cái tên thân thương là lễ hội miễn phí, góp phần giới thiệu về một tỉnh Bình Dương năng động, chân thành và hiếu khách. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ trưa nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.